Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách để bảo vệ file của mình và cụ thể là cách đặt mật khẩu cho file. Ví dụ khi chúng ta có một file như thế này và muốn đặt mật khẩu cho file, chúng ta sẽ vào thẻ file, chọn Protect Workbook và chọn Encrypt with Password. Và lúc này chúng ta sẽ nhập mật khẩu mà mình muốn đặt. Ví dụ mình sẽ đặt mật khẩu là 1234, mình sẽ xác nhận lại mật khẩu và nhập lại mật khẩu vừa rồi là 1234. Lúc này thì file của mình đã được đặt mật khẩu, thì mình sẽ lưu lại file. Để test thử tính năng này, khi chúng ta mở file này lên, thì Excel sẽ yêu cầu mình nhập mật khẩu. Ví dụ như khi chúng ta nhập sai mật khẩu, thì giả sử mình nhập 111, Excel sẽ không cho mình truy cập vào và bắt buộc chúng ta phải nhập đúng mật khẩu mà mình đã đặt. Mình nhập 1234 thì Excel sẽ cho phép mình mở bản tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iTrend Group.